Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại là giờ trưa, đầu giờ chiều ngày 5 tháng 6 năm 2016 và tôi đang có mặt tại địa điểm du lịch làng gốm Thanh Hà tại phố cổ Hội An các bạn. Và đây là quang cảnh ở phía ngoài, quang cảnh ở đây các bạn. Đấy, như các bạn thấy thì có những cái tòa nhà bằng gạch rất là cổ kính. Vậy chúng ta cùng đi vào bên trong xem thử các bạn nhé. Cả trong đi mát hả? Trong đi mát. Hả? Bạn nói tới đây à? Thiên cát trong biển mình ơi. Cát gái tế xeo. Cát gái tế xeo. Cát có đấy nhé. Lát nữa em để anh xem lát. Không nhá, được buộc đi, đôi mù ấy. Đôi mù đi. Nói đôi cho em không? Mù em phải chơi chứ. Đây có rất là nhiều những cái đồ vật được làm bằng gốm các bạn, những cái hình vật như thế này đây. Đây. Tất cả những thứ này đều làm bằng gốm. John. Yeah. Is it different between this thing from Thailand or another country? It's different? Yes, big difference. Each country is a bit different. Yeah. The culture, the thinking for the people and Thailand, the temperature is at least the same. Yeah. But New York has different temperatures. It's totally different. It's a big difference, yes. And I think it's quite special, right? Special. What can I see? Especially this in each country. Here, I like the spring rolls. Here in Vietnam, the spring rolls is very special. Okay. And I like them. Yeah. You like them? Yeah. Và một người bạn từ đất nước Đức đã ghé thăm rất là nhiều những vùng đất ở đây thì đã rằng là những cái đồ vật ở đây khá là khá rất là nhiều so với những nơi mà ông đã từng ghé thăm các bạn.